quả to chứ nhỉ bác nhỉ? Ờ, quả qua bán 4 năm nay, bán đây là không lên trên kia là... Qua bán ở đâu? Không qua trên thì lên trên. Thế à? Bảo giá để bán chứ còn không có đi lên trên. Vâng, hello, xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục đi hề chia sẻ cho quý vị cùng với bà con hả? Chưa biết được về giá vải lai u đầu mùa của bà con Lục Ngạn. Và hiện tại mình đang có mặt ở chỗ ngã ba Kép, Hồng Giang, Lục Ngạn quý vị nha. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 2024, còn âm lịch thì ngày 13 tháng 4. Thấy người ta 40 thấy hàng đấy của mình thì không? Đây có vải gì này? Lai ư? Và trong buổi sáng hôm nay thì mình cũng thấy giờ này tầm hơn 6 giờ mình thấy vải bà con trở lên đây cũng khá khá quý vị nhá. Mình kế mình sẽ xem bà con mua bán thế nào. Bây giờ mình cũng chưa biết là giá cả nó như thế nào, và bà con chúng ta cũng hãy theo chân mình để xem những sọt vải thì mới biết giá nó như thế nào, bà con mua bán như thế nào thì mình sẽ ghi hình đúng thực tế như vậy. Này tươi lắm. Vâng, ở đây thì mình sẽ lên cái chỗ trên này. Chỗ trên này thì có một cái điểm cân chính ở cái chỗ nhà xanh xanh kia các vị nhé. Đây một số hàng đi chợ thì những người ta hàng đi chợ thì người ta không mua giá cao đâu, giá bình thường thôi. Đây có chị này thì mua hàng đông xốp này. Chị 35. Vâng, sọt này anh vừa bán 35, chị để mua. Tí mình sẽ sang xem một số bà con bán bên kia và xem mà. Ở đây có một xe này, cân thì không biết là cân được bao nhiêu đây. Này 40 à? Này mua đi chợ hay mua đi đóng số vào đó? Ui lệch, cho sang bên này, lệch lắm. Vải của anh to thật. Qua bán 40 ở đâu anh? Qua bán 45 chứ. À 45 à? Nó cũng là cái quả vải nó tùy theo. Nhà anh ở đâu? Em ở chú. Chú à? Nhà nhiều cái này không? Chắc được, năm nay chắc được đôi tấn thôi. Đôi tấn à? Bán được mấy? Được hai mấy tấn hôm nay đâu. Hôm nay nó bán 45 ở tại vườn luôn. Ờ. Thích vào vườn đấy quay thì luôn nhá. Giá 5 nhá. Giá 5. Bao nhiêu? Giá 15. Ờ, đến còn bao nhiêu? Vâng, anh này bán này 40.000 này. 40.000. Và to. Và nói chung là vải đẹp thì vẫn có giá cao các vị nhá. 137 đi cho đẹp. Tao không lấy 138, tao lấy hàng 137 còn tranh luận. Vải lai u đấy. Đẹp 40.000. U trứng á? U trứng ở trên kia, ở trên lim thấy cân đấy nhưng mà không biết là giá thế nào đâu. Ở trên lim có, hôm qua em thấy điểm kia cân nhưng mà không biết sáng nào có cân hay không, không biết. Qua nó cân cả u hồng, u trứng. Lên tí lên lim mà xem. Nhà cái... chưa có đâu. Chưa cân đâu. Vâng, em đi quay nhùng nhằng tí. Ý, vải to đẹp không?
Anh em hôm qua bán 45. Đây 4 bao nhiêu? Đây 40. À, hàng này năm nay thế là đủ ngon. To đây quả mấy này phải không số cuốn mà cái này là của Việt Gáp phun đấy, phun cái thuốc cho phun số cuốn nữa thì phun thời gian nó được dài. Ít quá lắm. Đúng là đặc hàng này. Quả bé là vâng, đây thì có một hết điểm chính cân bên này sẽ làm thế nào để mình sang bên đường bên này, để mình sang bên đường bên này mình xem. Vâng, để mình trong buổi sáng hôm qua thì mình cũng có ghi hình chia sẻ cho mọi người biết rồi. Này ba mấy này? 35 anh ạ. 35. Và đẹp nó sẽ ổn ổn hơn đấy. Đặt 35.000. Quay này cũng 35 à? Vâng. Ừ. Ba mươi lăm nghìn đấy. Chưa bỏ hơi tối cao. Trong này hơi tối. Xanh xanh. Cái này của mình này được bao nhiêu đấy? 33 ạ. 33. Vài hôm nay có vẻ được giá hơn hôm qua đấy. Chả biết ít hơn không nhưng mà thấy giá ổn hơn đấy. Thấy, thấy ổn rồi. Vâng, thấy giá ổn hơn. Ba mươi lăm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, em mình thấy cái điểm cân này hiện tại đang giá là 35. Vải đẹp thì 35.000. Còn có mỗi cái sọt vừa nãy ở bên kia chỗ xe ô tô kia, chắc anh em cân đi chợ để mình hỏi bác hay là cân 40.000. Giá vải trong buổi sáng hôm nay mình thấy ổn định hơn so với các buổi sáng hôm nọ. Mình cũng làm 2-3 cái clip về giá vải rồi, nhưng mà trong buổi sáng nay thì giá vải thì cũng ổn định dần rồi. Đẹp đẹp thì là 35.000. Mình trong buổi sáng nay mình chỉ cập nhật duy nhất là cái đấy, khu vực ở chỗ ngã ba kép này thôi mọi người nhé. Sâu quá. Cho bác ba quả đi không? Không đâu đây đấy. Không đâu, đâu vậy. Cho bác ba quả không đi đấy. Quả to chắc nó không bị đâu. Để đấy sâu đâu. Chứ có sâu đâu này. Bình thường nó có quả thôi, nhưng mà nó sâu quả đấy. Cho bác quả ra. Vậy đẹp thì để họ mua đừng đi nữa. Xấu lắm.
nửa soạt đây. Nó chưa chín thì nửa soạt thôi. Đầu mùa này thì cũng chưa có nhiều lắm mọi người ạ. Thế vì nhiều cân ấy phải mùa đâu. Nhà bác có sai nhiều không? Hả? Có sai nhiều không? Cái gì cơ? Có sai vải nhưng sai nhiều không? Vải nhưng vải sai nhưng mà được hàng tấn nhưng mà nó coi như là cái này không chung được bệnh. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Bà nói đúng đấy. Thế à? Con dẹp. Và này thì đây thì cũng lâu lâu lác đác từng sọt quý vị ạ. Ra vào hôm nay thì mình thấy ổn định hơn so với hôm qua rồi. Đấy có giá cứ đẹp đẹp một chút thì khoảng 35.000 rồi. Nhưng ngày sáng hôm qua thì không được như vậy. Sáng hôm qua đẹp thì mới được trên 30 một chút thôi. Ra vào ổn định và cũng mong rằng nó ổn định rồi bà con chúng ta được có ít thì bán còn được giá một chút. Hiện ở đây thì không biết là họ cần thế nào. Và không phải họ chỉ giá 25 ở trên này thì không được giá đâu, thôi mình sẽ quay xuống dưới này. Ở cái điểm đấy thì không cân giá bằng cái điểm bên dưới này. Mình sáng mai thì mình cũng chỉ quanh ở chỗ ngã ba kép ở Hồng Giang này chia sẻ cho quý vị và các bạn biết một cái điểm ở khu vực dưới này thôi. Còn mình thì mình không di chuyển lên trên lim nữa. Mày còn bài gì? To đùng. Bác chờ từ đâu lên đấy? Bác chờ từ đâu lên đấy? Ở Thanh Hải. Xem sọt này nào. Này được 25.000.
40. Này mấy hôm nữa thì chín đã to nhỉ, mấy hôm nữa to ra mà. Ừ, nó to ra, cái này mấy hôm nữa thì này khoảng cái tầm mấy hôm nữa là quả to hơn nhiều. À, chưa biết sao nữa. Anh Đức ơi, tầm 20 anh có bán không? Bán 20 không bán. Này vẫn còn non. Và trong buổi sáng nay thì thấy nhiều người cân, rất là nhiều người cân mọi người nhé. Một số thì cân đi chợ, một số thì cân đóng hàng xốp ở đây này. Đấy, điểm cân hàng xốp trong này này. Vâng, xin chào mọi người nhé. Như vậy là mình đã di chuyển từ chỗ ngã ba kép lên ở chỗ Lin Giáp Sơn đây. Mình định không lên đây đâu nhưng mà thấy vải dưới kia thì hơi ít thì mình lên đây mình xem bà con mua bán ở trên này xem giá thế nào. Không xem. Vâng, vải hôm nay thì rất là nhiều người mua. Mình thấy họ mua nhiều, nhiều người mua. Mình sẽ xem một số bà con đang sắp bán bên này xem trả giá lên thế nào đây. Chị vừa bán ở đây à chị? À? Vừa bán đây à? Chị bán rồi. Bán ở đây à? Ừ, bán rồi. Bán được bao nhiêu chị? Bán 28. 28 à? Không có 35 mấy không bán, bây giờ bán 28. Trong số người ta cao nhất bao nhiêu đây? Trong số đúng 28 luôn. Thế á? À. Cao số nhất luôn. À, thế à? Và mình sẽ di chuyển lên bên trên này xem có điểm cân chính ở trên này vải xuất khẩu Trung Quốc để xem thế nào đây. Ba tám à? 38. Vâng, đây vải 38 khá đẹp đấy. Vải bao nhiêu đây? 38. Xem cái này cả trung tâm ơi, không mua cái kia. Vâng, đây thì hôm nay thì có khá là nhiều điểm, mình thử vào đây xem nào. Đây xem anh em bán. Vào các lấy. Cái này nó chỉ trắng thôi, nó không xanh đâu. Cái này bao nhiêu đấy? Hồng, nó phải hồng đúng không? Không xanh, không ngọt rồi chứ. Có cái cứ thích. Nhất thì nó phải ít đồ đỏ phải không? Có cái cứ thích hồng. Có đồ hồng, nó phải có quả hồng. Có quả bồ kia về mà sửa đi không thì... Ba cân nữa nhá. 30 à?
27 đây thì giá trung bình. Mình vừa thấy là có một sọt là giá 38 cao nhất rồi, cắt mặt họ nói thế. Bập 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 bập. Ui rồi cũng bà bô làm điếc tai quá. Định không lên nữa nhưng mà dưới kia ít vải quá. Ở dưới cái nhà Linh Khương cân bao nhiêu đây? 38. 38 à? Ừ. Dưới kia gặp mỗi sọt 40. Ui mấy chục vải. Con đi đâu đây? Thế về được 30 không? Được bao nhiêu phút rồi? 2, 2, 3. Lên trên này xem nào. Và mình sẽ lên bên trên này xem một chút nữa, một số bà con bán cho này xem giá thế nào quý vị nhá. Ở trong này thì hồi nãy mình thấy một sọt nhà kia thì cũng mua đến giá 38.000. Đấy mình sẽ xem đây xem thế nào. Cái này được bao nhiêu đây? Cái này là một cái này là năm nay như này của bác là đẹp rồi đấy. Cái này là đẹp rồi đấy. Năm nay thì nhiều nhà lười phun ra ở đây là phun mạnh lắm đấy. Vâng, điểm này thì luôn luôn cân cái giá nó cũng ổn định quý vị nhá. Nhà này thì lúc nào cân cái giá cũng ổn định. Đây. Ấy, cái sọt vải chứ, sọt vải đẹp. Người ta để riêng để làm mặt đấy. Chào anh. Nhà mình cứ cân cả u hồng, u trứng hả? Trứng mà trứng chín rồi. Thấy có người nó hỏi về xem có điểm cân chưa, mình bảo là có hôm qua. Ngọt đẹp thế. Vâng, ở đây thì cũng có giá đến 38 nhé. Mình xem nào. Ở đây xe cốc à? Anh lượn vòng xem nào. Ở đằng này chắc toàn xe cốc hàng chợ đấy xem. Vâng, điểm này giá bán này thì ổn định quý vị ạ. Ở dưới kép cũng như ở lim này cũng vậy rồi. 38.000 còn chung chung thì hơn 30.000 cũng là ổn định so với các ngày rồi. Ở đây toàn là xe cốc hàng chợ thì nó cân không được giá cao. Gặp bà chị xinh đẹp rồi. Cho em lên sóng. Sao đâu, mình quay chợ mà. Giờ đây đội này toàn đi chợ à? Toàn hàng đi chợ thì hàng bình thường thôi, khoảng lanh quanh hơn 20.000. Ông muốn bẻ đi bán nhỉ? 25 cân đi. Này quả to thế nhưng mà nó còn hơi trắng nhỉ? Ngọt rồi. Ngọt thì ngọt rồi. 15 thôi à?
chim à? Vâng, em quay video đi. Vâng, ở đây thì cũng lang đác, hôm nay thì cũng nhiều người cân. Nhiều người cân thì vải nó ổn định hơn. Và mỗi điểm chỗ nhà anh này thì cân giá ổn định trên 30. Vải sáng nay ít vải. Mình lại trở lại cái điểm bên này thì cân giá chung chung thì là nhiều bà con bán được này. Này được bao nhiêu cho? 25. 25. Nói chung là vải thì cũng rất là nhiều loại giá quý vị nhá. Từ trên 20 cho đến trên 30. Vâng, chắc vải gần hết rồi. Xem sọt đẹp đẹp. Giờ cứ vải đẹp ra là có giá quý vị nhá, ba mấy nghìn, nói chung là cứ trên 30.000, giữ giá trên 30.000 là ok rồi. Vâng, ở đây ra đầy. Vâng bác. Mình đi gọi nhanh nhanh lên thôi à? ba mươi ba mốt. Ba hai mới chưa bán hả? À đây à? Ok. Anh thôi. Ơi, anh ơi, đón em chưa nào? Bán cho họ cơ vé này bây giờ vào. Ở chỗ này có điểm cân à? Ở chỗ này có điểm cân à? Vâng, trong này có một cái điểm cân, mình chỉ vào trong này xem thế nào quý vị ạ. Vâng, trong này có một cái điểm rất là rộng. Chào anh nhé. Mấy cân ở ít rồi à? Cân đâu? À. Cân chưa chơi vậy, được thì ăn, được thì
Đắt quá. Xem cân được bao nhiêu đây? Và đây thì cũng cân được ít thôi, chứ cân được nhiều. Còn hết vải rồi. Chỗ này là chỗ cổng lim giáp sơn. Mình sẽ ra ngoài này xem con sò nào đẹp không quý vị nhá. Trong buổi sáng này thì mình thấy giá vải cao nhất là 40.000. Mà lên quanh là ấy 37-38.000. Thì lâu lâu vẫn có thằng so ra, nhưng mà vải đồng mùa này thì ít vải đẹp lắm, không chưa có vải đẹp mấy. Đấy, bà con vẫn chở từ dưới kia lên nhiều này. Này mấy ngày nữa nó chín thêm đẹp. Vâng, và trong buổi sáng này thì giá ổn đấy. Cái ngày hôm qua thì không được như thế, nhưng hôm nay thì giá ổn hơn rồi. Đây, đẹp đó. Chín. Thôi quay thế thôi, không quay nữa. Hết vải rồi.